Con Giang giống hệt anh. Bố nào con đấy. Thế cái Giang nó làm sao? Còn làm sao nữa? Cứ vâng vâng dạ dạ, rồi mọi chuyện vẫn y nguyên. Cuối cùng là có chuyện gì? Còn chuyện gì? Con Giang suốt ngày dính đến thằng Hiệp. Em đã nói là không được rồi, mà nó có chịu nghe đâu. Mẹ! Trời ạ! Mà tại sao về muộn thế? Con ghé qua cửa hàng cây cảnh ạ. Mà mẹ nhớ con thì mẹ có thể nhắn tin hay gọi điện cũng được cơ mà. Chứ mẹ ngồi như thế này, lương tâm con cắn rứt lắm. Mặc dù không có răng. Thôi đi cô ạ. Mà con đến cửa hàng cây cảnh làm cái gì? Ngày mai là buổi đi làm việc chính thức rồi, không chuẩn bị đi mà cứ rong chơi thôi. Chuẩn bị ý ạ? Phải chuẩn bị gì ạ? Bây giờ bọn con chỉ cần một cái laptop kết nối với internet là có thể làm việc mọi lúc mọi nơi mẹ ạ. Trong công việc ấy, thái độ quan trọng hơn trình độ. Mà cái thái độ của con thế này thì liệu có làm việc tốt không đây? Mỗi thời mỗi khác rồi. Chúng con có phải ngồi văn phòng làm việc 8 tiếng thì mới gọi là làm việc đâu hả mẹ? Quan trọng là kết quả. Dù sao đây cũng là công ty của bố. Làm gì thì làm, đừng để người ta đánh giá đấy. Vâng, con nhớ rồi ạ. Con lên phòng đây. À bà, từ từ. Dạ. Hôm qua con đi bar với ai đấy? Mẹ có người quen nhìn thấy. Mẹ làm con tưởng mẹ thuê thám tử theo dõi con đấy. Con chưa nói cho mẹ biết cậu ấy là ai. Mẹ cứ yên tâm, người này mẹ còn biết rõ hơn con ấy. Mặt mẹ hình sự quá là con sợ đấy. Thôi được rồi, con nói. Con đi chơi với anh Hiệp thôi mà. Mẹ nhắc lại, ngoài công việc ra, con với Hiệp hạn chế đi chơi. Con phải nhớ thôi là... Thôi được rồi, con nhớ rồi, thưa mẹ. Con lên phòng nghỉ đi ạ. Ngày mai là ngày đầu tiên con đi làm chính thức. Con phải chuẩn bị sẵn sàng 100% tinh thần chứ, đúng không ạ? Bye mẹ. Nhớ ngủ sớm đấy. Dạ. À, mẹ ơi, sáng mai mẹ nấu phở cho con ăn nhá. Ngoài phở mẹ nấu ra, con không ăn được của hàng nào hết ý. Chỉ được cái nịnh thôi. Bye mẹ. Qua con đi bar với ai đấy? Người này mẹ còn biết rõ hơn con ấy. Con đi chơi với anh Hiệp thôi mà. Em chưa ngủ à? Anh lại uống rượu đấy à? Anh tiếp khách uống một chút thôi mà. Thế cứ tiếp khách là uống à? Anh uống 1-2 ly thôi mà. Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, anh như thế nào em phải là người hiểu rõ nhất chứ. Em chẳng hiểu chẳng rõ cái gì cả. Anh lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình thôi. Con Giang giống hệt anh. Bố nào con đấy. Thế cái Giang nó làm sao? Còn làm sao nữa? Cứ vâng vâng dạ dạ, rồi mọi chuyện vẫn y nguyên. Cuối cùng là có chuyện gì? Còn chuyện gì? Con Giang suốt ngày dính đến thằng Hiệp. Em đã nói là không được rồi, mà nó có chịu nghe đâu. Anh thấy có chuyện gì đâu nhỉ? Em cứ để cho tự nhiên đi. Em cứ làm rối tung mù lên làm cái gì không biết. Sao? Anh cứ như thế, bảo sao em nói nó không chịu nghe lời.